Thưa quý vị, sau nhiều ngày nước lên cao, có thời điểm lên mức 7,51 m cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, mực nước sông Bùi đã liên tục giảm trong những ngày vừa qua. Chiều nay mùng 5 tháng 8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã phát lệnh rút báo động 2 trên sông Bùi. Với việc mực nước sông Bùi tiếp tục giảm, tình trạng ngập lụt tại các xã vùng trũng thấp thuộc huyện Trương Mỹ sẽ được cải thiện. Theo đó, căn cứ vào mực nước sông Bùi tại trạm Thủy Văn Yên Duyệt hồi 13 giờ vào ngày 5 tháng 6 là 6,44 m, dưới báo động 2 là 0,06 m. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội lệnh rút báo động lũ cấp 2 trên sông Bùi tại địa phận các xã Ven Đê thuộc huyện Trường Mỹ. Cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có báo cáo về tình trạng thủy văn trên hệ thống các sông và hồ chứa thủy lợi. Theo đó trên sông Đà, lưu lượng đến Hòa Bình đang biến đổi theo điều tiết của thủy điện Sơn La trên sông Thao, mực nước tại Yên Bái đang biến đổi chậm, mực nước thượng lưu sông Lô đang xuống nhanh và mực nước hạ lưu đang lên nhanh. Mực nước sông Hồng đang xuống, tính đến 7 giờ ngày 5 tháng 8, mực nước tại Hà Nội là 4,02 m. Mực nước sông Hồng sẽ tiếp tục dao động theo điều tiết của hồ Hòa Bình. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều.